Mình chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Thì hôm nay mình cũng xuống bếp để nấu cái món bún sườn mộc chiên. Xin mời các bạn đón xem coi mình làm như thế nào nghe. Xin mời. Thank you.
tô bún đã xong. Mời tất cả các bạn nghe. Mộc chiên chấm với lại quế tiêu. Video tới đây mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video kế tiếp của mình, và nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Và bây giờ mình xin được bye bye.